cầu 2 Vũ Luân chơi lớn, tặng căn biệt thự 200m2 cho bé Bun, con trai của Hồng Loan, cư dân mạng trầm trồ, đúng là cậu cháu nhà người ta. Mới đây, dân mạng hết sức ủng hộ khi nghệ sĩ Tú Vũ Luân đăng trên trang cá nhân của mình, anh sẽ tặng lại căn biệt thự quận 7 cho bé Bun, con gái Hồng Loan. Được biết, bây giờ công việc của anh xoay quanh trung tâm quận Phú Nhuận nên sẽ chuyển về đây sinh sống. Vì thế, nam nghệ sĩ quyết tâm tặng lại căn nhà cho bé Bun là con của Hồng Loan. Nghệ sĩ Tú Vũ Luân hé lộ căn biệt thự này anh mua ở quận 7 từ năm 2015 với không gian xanh mướt của cây cỏ. Tổng thể ngôi nhà rộng hơn 200m2, có khu vườn riêng rất yên tĩnh, bên trong kiến trúc nội thất đẳng cấp sang trọng. Nam ca sĩ chọn gam màu vàng chủ yếu trong nhà để tăng sức sống và hợp phong thủy. Vì trước kia anh tính ở lâu dài nên mọi đồ đạc trong nhà anh sắm toàn đồ xịn. Sau drama tranh chấp tài sản của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh, khán giả yêu thích nghệ sĩ Vũ Luân hơn vì tính hào hiệp, trượng nghĩa, yêu thương em gái và bài trừ cái ác của mẹ con Hồng Phượng và cô Sáu. Anh từng cho biết xem mẹ con Hồng Phượng như người trong nhà, nhưng qua những hành động sai trái và cố chấp của Hồng Phượng, anh không thể chấp nhận một người như thế, làm sai mà cứ cãi cố. Trước đó, trên TikTok cá nhân, nghệ sĩ Vũ Luân đăng tải đoạn clip ghi lại màn song ca giữa mình và con gái của nghệ sĩ Tú Vũ Linh là Hồng Loan. Xuất hiện với trang phục đơn giản, cả hai cùng nhau thể hiện ca khúc Chuyến xe cuộc đời, dành tặng đến người hâm mộ yêu thương tiếng hát của Hồng Loan và Vũ Luân. Là một nghệ sĩ cải lương gạo cội của Việt Nam, nên có thể thấy tiếng hát của Vũ Luân vô cùng ngọt ngào. Nhiều khán giả nhận xét rằng theo thời gian thì chất giọng của nam nghệ sĩ ngày một mùi mẫn và chứa nhiều cảm xúc, sự từng trải trong từng câu hát. Đặc biệt, khi con gái nghệ sĩ Tú Vũ Linh là Hồng Loan vừa cất giọng, thì ai nấy đều bất ngờ. Khi cô nàng dù không nối nghiệp ca hát của cha hay anh trai Vũ Luân, nhưng Hồng Loan lại sở hữu giọng hát vô cùng ngọt ngào, cảm xúc. Cách hát mộc mạc tự nhiên theo bản năng của Hồng Loan đã nhận được rất nhiều tình yêu mến từ cộng đồng mạng. Bên dưới đoạn clip chia sẻ, đông đảo khán giả để lại lời khen ngợi dành cho màn song ca vô cùng ăn ý, hòa quyện giữa Hồng Loan và Vũ Luân. Hành động ôm eo đầy thân mật mà Vũ Luân dành cho em gái Hồng Loan khiến nhiều khán giả thấy nức lòng, chứng tỏ tình cảm yêu thương mà Vũ Luân dành cho con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh được nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nhận làm học trò. Chiều nay trên Facebook cá nhân, Hoa hậu Phương Lê báo tin cực vui cho những người yêu mến Hồng Loan, đó là em gái Hồng Loan đã được nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nhận làm học trò. Loan đã chính thức bá sư học đạo với người nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nhất vì Việt Nam. Được biết, lúc sinh thời, nghệ sĩ Vũ Linh không cho Hồng Loan theo nghề vì cho rằng nghề này bạc bẽo và rất khổ cực. Tuy gần đây, nhiều khán giả khen ngợi giọng hát Hồng Loan có nội lực và rất truyền cảm. Tuy nhiên, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cho rằng cần phải rèn giũa thêm cho cháu Loan vì giọng cháu còn thô và kỹ thuật chưa có nhiều. Nữ nghệ sĩ tin rằng với sự dịu dắt của mình, Hồng Loan sẽ sớm thành công trên con đường nghệ thuật cải lương. Nói về việc nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, Lệ Thủy cho biết đó là một mất mát lớn trong giới cải lương. Anh chị em nghệ sĩ mà mất đi như Vũ Linh là một mất mát lớn trong nghệ thuật. Trong giới cải lương của chúng tôi cũng vừa xem một người bạn nhận xét là có trách nhiệm, chắc nó làm tròn sứ mệnh của nó rồi, cho nên bây giờ nhìn lại, trong cái đám lớn đã làm tròn hết rồi, chỉ còn một cái đám nhỏ hãy cố gắng ra làm thế nào để mà giữ lại các sân khấu nghệ thuật cải lương, để các anh chị, các chú, các bác đã đi trước, người ta cũng thấy được tấm lòng đã có cái thế hệ sau này tiếp nối, chứ mình còn nắm lớn là cô thấy không còn được nữa rồi đó. Trước đó, nghệ sĩ Lệ Thủy cũng cho biết, bà đã nghe qua giọng hát của Loan, rất có tiềm năng, đúng là có dòng máu cải lương trong người nên khi giọng hát cất lên, nó cũng khác với những người tay ngang. Lệ Thủy sẵn sàng đào tạo thêm cho Loan, vì thời buổi này những người trẻ yêu nghề không còn nhiều, bà không muốn thấy một môn nghệ thuật hay của đất nước bị mai một. Cách đây ít hôm, Vũ Luân cùng Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh song bản Bolero, những chuyến xe trong cuộc đời, thu hút hàng triệu lượt nghe. MV hiện đạt 2,4 triệu lượt truy cập, xếp thứ 2 trong top ca khúc thịnh hành của YouTube Việt Nam. Tiết mục cũng gây sốt trên TikTok với hàng triệu lượt xem. Vũ Luân xúc động khi bản song ca được gây chú ý. Cả hai thu âm ca khúc để tưởng nhớ Vũ Linh sau nửa năm ông qua đời. Tuy sản phẩm không đầu tư nhiều về kinh phí, chúng tôi hát bằng cả trái tim để tri ân khán giả, những người yêu thương nghệ sĩ Vũ Linh. MV là một nhạc phẩm thu âm chung đầu tay của Vũ Luân và Hồng Loan. Trước, cả hai từng biểu diễn 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm. Tại lễ tưởng niệm Vũ Linh ở Hoa Viên, Nghĩa Trang, Bình Dương cuối tháng 8, Hồng Loan cho biết dù được nhiều khán giả đánh giá có chất giọng tốt, cô không theo đuổi ca hát chuyên nghiệp, chỉ muốn lưu lại kỷ niệm với Vũ Luân, người anh cô quý mến. Tác phẩm do nhạc sĩ Hoài Linh sáng tác cuối thập niên 1960, viết về quy luật sinh tử ở đời. Ca từ là hình ảnh ẩn dụ về những chuyến xe ai cũng phải trải qua trong đời. Khi sinh ra, con người lớn lên từ xe nuôi nên duyên vợ chồng trên xe hoa kết thúc cuộc đời bằng xe tang.
nhạc phẩm từng gây chú ý qua tiếng hát gián thu trên đĩa sóng nhạc. Sau này ca khúc được nhiều tên tuổi thu âm, trong đó có Vũ Linh. Bạn thân con gái Vũ Linh tiết lộ lý do Hồng Loan trả lại dây chuyền 310 viên kim cương cho Hoa hậu Phương Lê. Vài ngày trước, Hoa hậu Phương Lê đã tặng con gái Vũ Linh là Hồng Loan sợi dây chuyền với 310 viên kim cương. Phương Lê cho biết, đối xử với em bằng tình thương, dù người dưng nhưng sẽ hơn trục thịt, đó là lời hứa của tôi. Nhưng hôm nay có sợi dây chuyền đính kim cương 310 viên, thật ra tôi định tặng Loan bí mật nhưng bí mật không vui. Tuy nhiên mới đây, bạn thân và cũng là người đại diện phát ngôn cho Hồng Loan đã livestream bật mí chuyện con gái Hoàng Cát Lương Hồ Quảng xin gửi lại món trang sức quý giá này. Diệu Ni cho biết, Hồng Loan nói với tôi chị Phương tặng như vậy, nên tôi livestream nói trả lại sợi dây chuyền là Loan nhờ tôi nói. Nhưng Phương không chịu nhận lại, nói mệt quá lấy đi, không thì cho vợ thằng Moon. Mọi người thấy đó, Loan muốn trả lại cũng không biết cách nói chuyện, phải nhờ tôi giải cứu. Thậm chí Loan còn hỏi rất kỹ tôi là về chưa, chụp vé khứ hồi qua cho nó vì nó cứ cảm giác tôi đi lâu. Tôi nói với Loan cứ để cho tôi rồi tôi lựa lời nói với Phương Lê, nhưng nó không chịu. Hồi chiều tôi cũng nói chuyện với Phương. Tôi biết Phương rất hào sảng, tặng cũng không tính toán gì, nhưng Loan không phù hợp để đeo kim cương. Cô cũng nhấn mạnh về tính cách thật thà của con gái Vũ Linh qua câu chuyện này. Loan nói vậy thì mọi người nghĩ nó có tham không? Cái hàm răng nó nghe 400 triệu cũng kêu nhiều tiền quá, thôi thôi. Trước đây vụ 500 triệu Phương Lê nói tôi tin, vì tôi biết là sự thật. 500 triệu hay 1 tỷ mang cho một phát một, bên kia cứ nói tôi tân bốc, nhưng tôi biết. Bạn bè trân trọng nhau, chơi với nhau không lợi dụng nhau, và biết khi nào dằn cơn tức giận xuống vì tôi biết cái nào nên hay không nên. Lỡ mình nói lên hay không có những đích ảo kích mình để chửi mình, khiến mình không tiết chế được rồi chụp lại. Vũ Linh thông báo tặng một căn nhà cho Hồng Loan để tài sản cho bé Pun. Mới đây trong livestream của mình trên trang cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chia sẻ tình hình mới nhất của mẹ con Hồng Loan. Anh không quên cảm ơn khán giả, thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ em gái mình. Anh cũng thông báo một việc quan trọng, đó là anh sẽ tặng lại căn nhà ở Thủ Đức cho Hồng Loan. Trước Luân có mua hai căn nhà gần nhau ở phường Linh Đông, Thủ Đức, để anh chị em trong đoàn cải lương. Ai có ở qua đêm thì ghé ở cho vui. Một phần ở gần Luân cho vui vì Luân có một mình, nhưng giờ Luân đã mua căn khác ở Phú Nhuận cho tiện, nên căn nhà này Luân để trống. Thật sự mà nói Luân không có cần tiền, cũng không muốn bán căn nhà vì nó có nhiều kỷ niệm. Luân đã tự tay trang trí và mua sắm nội thất. Luân quyết định sẽ tặng lại cho con của Loan, một phần vì Loan cũng chưa có căn nhà riêng nào cho đẹp, một phần vì như vậy thỉnh thoảng Luân sang chơi, nhớ lại kỷ niệm trong căn nhà này, căn còn lại Luân vẫn để đó để chạy đi chạy về. Vũ Luân có tuyên bố sau này cậu hai có ra đi cũng sẽ để lại tài sản cho bé Pun, tức là con trai út của Hồng Loan, vì cậu hai đâu còn người thân con cái gì đâu. Ngay sau khi đoạn chia sẻ của Vũ Luân được đăng tải, nhiều khán giả ủng hộ anh cho rằng là Vũ Luân ở hiền gặp lành, là người sống biết phải trái trước sau. Kể từ lúc drama gia đình nổ ra, Vũ Luân luôn bảo vệ và đứng về phía em gái Hồng Loan. Vũ Luân cũng khẳng định Hồng Loan là con ruột của nghệ sĩ Vũ Linh, trái ngược hoàn toàn với phát ngôn của chú Bảy. Vũ Luân từng viết, con Vũ Luân bình tĩnh Hồng Loan, mãi là những đứa con yêu thương của ba, con sẽ làm tất cả để bảo vệ tên tuổi của ba. Những kẻ xấu xa dùng nhiều thủ đoạn, chia rẽ tình phụ tử thiêng liêng ấy, hãy để họ trả giá với lương tâm của họ và với pháp luật. Anh viết, đáng chú ý Vũ Luân còn bày tỏ sự yêu thương dành cho Hồng Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh, và nhấn mạnh sẽ bảo vệ cô trước những sóng gió. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, gia đình cố nghệ sĩ trở nên lục đục. Hồng Loan cho biết nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng truyền thông đám tang, xây mộ cô không hay biết và không được tham gia. Vũ Luân cũng từng bức xúc khi tin đồn Vũ Luân kinh doanh trên đám ma của ba nuôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bằng cách thuê đội ngũ livestream gây ảnh hưởng đến hình ảnh của anh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, nghệ sĩ Bình Tinh là hai con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vừa là người ba nuôi cũng là người thầy, đã hướng dẫn cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cách hát, cách diễn. Nhiều năm trong nghề với sự dìu dắt tận tình của những người thầy đi trước, trong đó có ba nuôi Vũ Linh, hiện nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cũng đã trở thành một tên tuổi lớn của sân khấu cải lương.